tỏa sáng giá trị Việt, một cuộc thi do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm góp phần tôn vinh các cá nhân, tập thể có những hoạt động ý nghĩa, những thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực, khuyến khích sáng tạo các tác phẩm báo chí, video clip khắc họa những gương điển hình người tốt việc tốt, các nhân tố mới với những việc làm, hoạt động, sáng kiến, thành tích nổi bật để lan tỏa sản phẩm, các giá trị của Việt Nam. Chúc mừng cuộc thi tỏa sáng giá trị Việt 2023-2025 chính thức khởi động. Cuộc thi diễn ra từ năm 2023 đến năm 2025. Đây là hành động thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Và cũng vào dịp kỷ niệm 50 năm Báo Sài Gòn Giải phóng ra số đầu tiên, ngày 5 tháng 5 năm 1975, ngày 5 tháng 5 năm 2025. Cuộc thi hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhà tài trợ chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank và các nhà đồng tài trợ, Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterize, Công ty Du lịch và Sự kiện Việt Mark, dấu ấn Việt. Ban Bí thư Trung đoàn tin tưởng rằng, thông qua cuộc thi này, chúng ta sẽ có thêm nhiều tác phẩm, nhiều bài viết, khắc họa các nhân tố mới, tiêu biểu, các thông tin tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, lan tỏa các giá trị của Việt Nam, góp phần đưa thông tin tích cực trở thành luồng chủ lưu trên báo chí, trên mạng xã hội, qua đó định hướng, giúp hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với báo để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên và thanh niên cả nước. Các tác phẩm dự thi thể hiện bằng các thể loại phóng sự, ghi chép, ký sự, phản ánh, phỏng vấn, tối đa 1.600 chữ kèm ảnh. Đối với tác phẩm video clip có thời lượng 4 phút. Trong 2 năm diễn ra, cuộc thi chia làm 4 chặng. Mỗi chặng chọn 10 tác phẩm, gồm 5 bài viết và 5 video clip để trao giải chặng. Mỗi chặng còn chọn một tác phẩm có nhiều lượt bình chọn nhất trên website sggb.org.vn tỏa sáng giá trị Việt để trao thưởng 5 triệu đồng. Trị giá giải thưởng chung kết cuộc thi 940 triệu đồng cho bài viết trên Sài Gòn Giải Phóng Nhật Báo và video clip trên Sài Gòn Giải Phóng Online. Cụ thể, giải nhất 50 triệu đồng và một máy ảnh Canon trị giá 30 triệu đồng. Giải nhì 30 triệu đồng và một máy ảnh Canon trị giá 20 triệu đồng. Hai giải ba 25 triệu đồng một giải và một máy ảnh Canon trị giá 15 triệu đồng. 20 giải khuyến khích 10 triệu đồng một giải và một máy in vi tính Canon trị giá 3 triệu đồng. Trị giá giải phong trào 30 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng 1.070.000.000 đồng. Lễ công bố trao giải thưởng cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2025. Quý độc giả vui lòng gửi tác phẩm dự thi về địa chỉ http://sggb.org.vn tỏa sáng giá trị Việt.